chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nha. Bác, con cũng chào cả nhà đi con. Ngực quá nha. Đây. Đi đâu á? Bữa nay hết mưa rồi, giờ tới gió cả nhà. Này, nhanh ngồi xuống như kìa. Cả nhà cô bớt ngồi xuống như kìa cả nhà. Cả nhà ơi, thấy bớt cá bộ ô dễ xinh lắm. Ba thấy bớt dễ không? Rồi đó, tuyệt vời. Này, chỗ nào biết phụ mày đây này, chỗ này nhé. Ôm vô không tiếng nha. Được rồi. Thôi đợi mình biết. Cô ngồi cho nó xíu nữa. Đó rồi. Em ơi.
nghỉ mát xíu không, đúng trời giờ ra đây mát thiệt chứ. Dễ chịu, trời hôm nay rất là dễ chịu cả nhà. Ờ, anh Sư Hà này em. Chôm 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 nè. Hello, ôi trời, trời, à, mì rớt xuống đất nè. Cô ngồi sơ vào đây nè, ngồi đây mì rớt xuống đất luôn á. Đây đây, ngồi đây. À, đó. Rồi chú kiến nha. Sáng anh Su Hào đi chợ được một ít chôm chôm ạ. À, mình mời cả nhà ăn chôm chôm nha. Từ từ bỏ ra rốt mì rồi xuống lùm đi. Xuống lùm đi mì lấy cho. Nhớ. Tí con. Mì cảm ơn con nha. Đây của anh Su Hào đây. Cô cha rớt rồi đã tí nữa Diệp. Nãy giờ nước nữa không? Đây này. Con mời mọi người ăn chôm chôm. Vậy. Ôi cho nó chua, ở bên ngoài thì nó ngọt. Ở trong được nó chua, ở bên ngoài thì anh thấy à, anh thấy mình không đưa nữa là anh đẩy ở dưới lên anh ăn cho mọi người. Con đi đi. Từ lâu được không? Y giỏi dữ à? Ơi giỏi dữ à? Từ lâu bữa nay biết lọc rồi kìa. Ngon lắm. Ngồi chân trên chân dưới nữa cái gì vậy? Ngon quá. Kêu tí nha con. Ngồi đây. Mình xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Mình chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của gia đình mình và Boss nha. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà. Mẹ ăn trái. Ui không cho nữa đâu. Ngon quá. Nè. Cô ơi. Ăn hết đi rồi mẹ cho tiếp. Ok.